Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày cũng như là nhận định về các mặt cổ phiếu đáng lưu ý cho các phiên giao dịch ngày tiếp theo cùng với em Thư. Anh chị mình theo dõi buổi video ngày hôm nay thì mình yêu thích có thể là cho em Thư xin những cái lượt like cũng như là những cái lượt comment quả tim màu tím bên phần bình luận anh chị nhé, để mà mình tăng cái độ tương tác cho buổi video này. Ngoài ra thì trong video ngày hôm nay em Thư sẽ tập trung phân tích về thị trường này, mình tổng hợp thị trường, phân tích thị trường, đưa ra những cái kịch bản giao dịch cũng như là nhận định về một vài mặt cổ phiếu đáng lưu ý cho các phiên giao dịch ngày tiếp theo nha. Ok, để không làm mất thời gian của quý chị đâu thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của buổi video này. Đầu tiên thì em Thư xin phép tổng hợp nhanh về thị trường của chúng ta trong cái phiên giao dịch ngày 2 tháng 7 năm 2024 anh chị nhé. Đầu tiên là về chỉ số VN Index của chúng ta để đóng nến quanh cái vùng 1269.79, tăng hơn 15 điểm tương đương là 1.21%. Thì hôm nay thị trường của chúng ta lại tiếp tục một cái pha hồi phục tương đối tích cực và có sự lan tỏa đồng bộ giữa các cái nhóm ngành cũng như là giữa các cái mã cổ phiếu. Tiếp theo là về HNX Index cũng như là Upcom hay VN30 cũng như là phái sinh thì đang có những cái chuyển biến tương đối tích cực kết phiên ngày hôm nay. Về độ phân hóa thì anh chị mình được thấy được là cái sắc xanh vẫn đang chiếm ưu thế với 296 mã cổ phiếu tăng, 109 mã cổ phiếu giảm và 77 mã cổ phiếu tham chiếu. Tác động tích cực đến thị trường ngày hôm nay thì chúng ta phải kể đến những ngân hàng anh chị. Trong đó thì có những cái mã như là VCB này, BID, LPP ha. Bên cạnh đó thì có HDB. Ngoài ra có những cái mã cổ phiếu khác như là HBG này, Vinhome, TCB, CTG. Còn những cái mã cổ phiếu mà hôm nay gây áp lực đến thị trường chung thì chúng ta có là FPT, VPBank, VRE, Gemadec, RII, rồi PAO, RAL với lại PAC. Tuy nhiên thì cũng không gây áp lực quá là mạnh mẽ đâu anh chị. Thì điều chỉnh giảm nhẹ thôi. Về khối ngoại thì hôm nay chúng ta thấy được là cái đà bán ròng đã tương đối chững lại rồi, với giá trị bán ròng chỉ là 36,36 tỷ thôi, và tập trung vào bán Vinhome này, TCB, VRE với giá trị lần lượt là 61,02 tỷ này, 41,81 tỷ và 31,59 tỷ, và tập trung vào mua DSE này, Nam Long ha, PID, FPT hôm nay là quay trở lại mua anh chị. Rồi tiếp theo là mua HBG ha, không biết là DSE hôm nay có thông tin gì hay không, nhưng mà khối ngoại là bắt đầu quay trở lại mua từ phiên sáng anh chị, với giá trị mua ròng là hơn 200 tỷ ha. Thanh khoản hôm nay cũng tiếp tục là một cái thanh khoản không quá nổi trội đâu, cũng tương đối thấp thôi. Tuy nhiên thì đã có sự cải thiện hơn so với cái phiên ngày hôm qua, khi hôm nay là tổng giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE đạt gần 14.000 tỷ anh chị ha. Cụ thể là 13.982,06 tỷ. Trở lại với các cái nhóm ngành thì như em Thư cũng thấy được là hôm nay thì chúng ta có nhóm ngân hàng hả, nâng đỡ tích cực cho thị trường hôm nay, đóng góp hơn 10 điểm ha. Bên cạnh đó thì nhóm bất động sản này, dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản, nước khí đốt thì cũng đang là những cái nhóm tác động tích cực cũng như là biến động tăng trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì nhóm viễn thông này, nhóm dịch vụ và thiết bị y tế này, nhóm truyền thông thì đang là những cái nhóm có sự biến động giảm trong cái phiên ngày hôm nay ha. Ok, chúng ta quay trở lại với thị trường. Về chỉ số VN-Index theo khung daily thì chúng ta thấy được là hôm nay mở một cái gap down tăng trưởng tương đối tốt và kết phiên anh chị ha. Tuy nhiên thì về cái lượng thanh khoản thì cũng chưa hẳn gọi là có dòng tiền vào quá mạnh mẽ anh chị. Tuy nhiên nó có sự đồng bộ giữa các cái mã cổ phiếu thì đây cũng là một cái điểm cộng cho thị trường của chúng ta. Xét về khung daily thì anh chị mình thấy được là sắp tới nó đang có một cái cản ngắn quanh 1273 cái vùng cản Kijun bên khung daily ha. Thì khả năng là khi mà nó chạm về đây thì nó sẽ có những cái nhịp rung lắc ngắn hạn rồi. Và cái view của em Thư là khả năng thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái nhịp rung rũ test lại để mà nó tạo cái đáy hai á, thì khả năng là sẽ quay về nó test, nó lắp gáp của cái vùng 1255 anh chị nhé. Nếu mà giữ được 1255 nha, giữ được cái nền giá tốt thì bắt đầu là thị trường của chúng ta nó vào cái trạng thái cân bằng là trở lại rồi, bắt đầu là thị trường chúng ta nó cân bằng trở lại rồi thì sắp tới sẽ có những cái nhịp phục hồi tương đối tích cực hơn. Còn nếu như mà nó không giữ được 1255, nó quay về nó test lại 1236 mà mất luôn cái vùng này, thì khả năng là thị trường chúng ta nó sẽ quay về kiểm định 1230, thậm chí là 1200 luôn anh chị nhé. Như cái phiên ngày hôm qua bắt đầu là thị trường chúng ta nó có sự đồng bộ giữa các cái mã cổ phiếu rồi, kỳ vọng sắp tới thì chúng ta nó sẽ tạo ra một cái vùng đáy hai, giữ được 1255 thôi. Với cái view của Thư thì vẫn view thị trường nó sẽ quay về nó tới lại 1255, giữ được cái vùng này thì khả năng sắp tới sẽ tiếp tục phục hồi, tiếp tục cái đà tăng ha. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường chúng ta trong cái khung ngắn hạn hơn để chuẩn bị kịch bản cho cái phiên giao dịch ngày tiếp theo. Thì về thị trường của chúng ta, hôm nay chúng ta thấy được là thị trường rất là mạnh anh chị ha, mở gap tăng xong rồi phá luôn cái vùng biên trên 1262, khi mà ba cái phiên vừa rồi chúng ta không có
cái phiên của ngày 26 tháng 6 này, ngày 27 tháng 6 và ngày 28 tháng 6 chưa có phá được cái vùng biên trên 1262. Tuy nhiên phiên hôm nay đã phá được rồi anh chị, thậm chí là tiếp đà tăng lên được 1264, rung lắc nhẹ rồi tăng lên được 1269 và đóng lên tại đây. Thì đây có thể thấy được là cái xung lực của thị trường hôm nay cũng tương đối tích cực ha. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là chúng ta đang có một cái cản ngắn quanh 1272, 1273 bên cung H1 này. Thì nếu như mà xảy ra cái kịch bản điều chỉnh 2 tiếng đầu mà thị trường chúng ta nó không có bứt phá được 1273 nha, thì bắt đầu sẽ mở ra một cái trạng thái mất cân bằng trong cung H1. Mở ra một cái trạng thái mất cân bằng và một cái trạng thái khách sạn hút giá này, thì cái đấy là thị trường của chúng ta nó sẽ có cái xu hướng quay về tích lại 1262, thậm chí là 1255 luôn, quay về lắp ráp của cái ngày hôm nay, cái ngày 7 tháng 1, cái một ngày 1 tháng 7 quay về lắp ráp cái vùng này. Quan trọng là phải giữ được cơ chị nhé. Còn nếu mà không có giữ được 1255 thì khả năng sẽ quay về tích lại 1240, 1236 một lần nữa. Còn nếu như mà thị trường của chúng ta phiên ngày hôm sau mà nó tích cực đi, nó phá vỡ được cái vùng 1273 thì khả năng là chúng ta sẽ có thể là tiếp đà tăng lên được 1277, thậm chí là 1280 luôn các chị nhé. Tuy nhiên nếu mà thị trường nó tiếp đà tăng mà nó không có thanh khoản thì nó cũng không có uy tín lắm, nên là view của em Thư vẫn khả năng là thị trường chủ chúng ta nó sẽ quay về, nó điều chỉnh, nó điều chỉnh tích lũy trở lại rồi mới tiếp tục tăng được các chị. Ok, thì đây là góc nhìn của em Thư về thị trường ha. Về hành động thì phiên tiếp theo, khi mà nếu mà thị trường chúng ta nó tiếp đà phục hồi thì đây là cái cơ hội để cho anh chị mình có thể là cơ cấu những cái mặt cổ phiếu yếu, những cái mặt cổ phiếu mà giai đoạn vừa rồi anh chị chúng ta bị kẹt hàng á, thì chúng ta tranh thủ chúng ta cơ cấu nha, mình tránh nắm lâu anh chị, để khi mà thị trường nó quay về nó rung lũ điều chỉnh thì chúng ta vẫn sẽ còn cái sức mua cũng như là tìm những cái điểm mua phù hợp hơn để chúng ta tham gia vào lại nha. Và anh chị mình có thể là tận dụng cái giai đoạn này để mà chúng ta tham gia vào những cái mặt cổ phiếu nó tích lũy được cái nền giá đẹp, nó có triển vọng tăng trưởng vào cuối năm để mà mình tham gia đầu tư anh chị nha. Và anh chị mình cũng tránh FOMO vào những cái mặt cổ phiếu nó đã tăng mạnh rồi anh chị nhé. Ok, thì đây là tổng hợp nhanh của em Thư về hành động. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ quay trở lại về các cái mặt cổ phiếu đáng lưu ý cho các phiên giao dịch ngày tiếp theo. Thì em Thư đang lưu ý về hai mặt cổ phiếu trong nhóm dệt may, đó là mặt cổ phiếu TCM với lại TNG anh chị. Thì bên cạnh anh chị mình cũng biết được là 6 tháng đầu năm nay, năm 2024, thì nhóm dệt may là một cái nhóm ngành có cái kim ngạch xuất khẩu đứng top đầu cả nước luôn anh chị, với 16,282 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước luôn ha. Thì bên cạnh những cái mặt cổ phiếu như là VGT này có nội tại cũng như là về cơ bản nó tương đối tốt, thì em tôi còn lưu ý được đối với TCM cũng như là TNG anh chị. Thì đầu tiên là xét về TNG trước ha. TCM trước ha. Thì TCM xét về xu hướng chung trong cung tuần cũng như là cung daily thì nó đang ở một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên về trạng thái thì đang tích lũy để mà nó tiếp diễn cái xu hướng tăng của nó anh chị. Tích lũy được 5 tuần rồi. Thì chúng ta đang có một cái cản ngắn quanh cái vùng 51 nè. Khả năng khi mà nó xử lý được cái vùng này nha, thì target của cái vùng của TCM có thể lấy lại được cái vùng đỉnh cũ quanh 71 luôn, nếu mà anh chị mình nắm giữ đầu tư dài hạn nha. Còn mà chúng ta đánh về ngắn hạn thì chúng ta kỳ vọng sắp tới sẽ lên được 7 giá quanh cái vùng 57 tính từ vùng giá hiện tại. Cái giai đoạn vừa rồi, cái ngày 24 tháng 6 khi mà thị trường chúng ta nó điều chỉnh mạnh thì TCM hầu như là nó cũng có điều chỉnh, tuy nhiên là cái phiên hôm sau nó đã lấy lại được cái vùng cân bằng rồi, nó đã có cầu vào anh chị. Và cái phiên ngày 26 tháng 6 đã bắt đầu có dòng tiền vào trở lại rồi này, thì chúng ta thấy được là xung lực của TCM tương đối mạnh. Thì em Thư kỳ vọng rất là nhiều đối với mã cổ phiếu này trong khoảng thời gian sắp tới, đặc biệt là anh chị mà nắm giữ đầu tư nhé. Thì chúng ta nắm giữ về cơ bản cũng như là về phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể là kỳ vọng được đối với TCM. Về điểm mua thì TCM nó có những cái chiến lược tham gia như sau. Thì nếu mà anh chị mình kỳ vọng nó có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh sắp tới đối với thị trường nha, thì khả năng là TCM nó sẽ quay về nó kiểm định lại cái quanh cái vùng 48.3, 48.5. Thì nếu như mà có quay về quét về cái vùng này thì chúng ta tham gia được đối với TCM anh chị nhé, tham gia quanh cái vùng biên dưới. Còn nếu mà cái trường hợp mà TCM nó không có quay về test lại mà nó đi lên á, thì chúng ta nên tham gia ở quanh cái vùng 50 trước một phần anh chị. Nói chung là mình chia ra từng phần mà tham gia cho nó an toàn anh chị nhé. Đây có khả năng nha, nếu mà nó không có bứt được cái vùng 50 thì khả năng nó sẽ quay về nó test điều chỉnh về lại quanh cái vùng 48.8. Nếu mà điều chỉnh về đây anh chị mình tham gia được đối với TCM nha. Rồi, điểm chặn lỗ là mất cái vùng 47.5. Mất vùng 47.5 thì chúng ta xử lý chặn lỗ đối với TCM. Thì nếu như mà nó đi xa chiến lược của chúng ta thì chúng ta sẽ xử lý anh chị nha. Target của chúng ta là lên được cái vùng 57 ạ.
trạng thái tích lũy trong khung tuần tôi đã chặt rồi. Kỳ vọng sắp tới đối với TCM. Tiếp theo là chúng ta trở lại tiếp về mã cổ phiếu TNG. TNG là một cái mã cổ phiếu cũng tương đối mạnh anh chị ha. Phiên ngày hôm qua, phiên ngày 1 tháng 7 tăng tương đối tốt về lên cái vùng biên chơi luôn. Hôm nay chỉ có rung lắc điều chỉnh nhẹ rồi. Chúng ta cũng kỳ vọng sắp tới thì TCM nó, TNG nó sẽ có những cái nhịp bứt phá hơn. Đặc biệt là nếu anh chị mình muốn tham gia TNG nha thì canh những cái nhịp rung lắc ngày mai. Nhịp rung lắc nhẹ ngày mai nếu mà có điều chỉnh về quanh cái vùng 26.5, 26.3 thì chúng ta tham gia được đối với TNG anh chị nhé. Rung rũ nhẹ thì chúng ta tham gia được nha. Target là có lấy lại được cái vùng 32.4 này, cái vùng đỉnh cũ của nó. Bên dưới thì chúng ta thấy được là có cái vùng hỗ trợ may tương đối dày nha. Nên cái để mà nói TNG nó điều chỉnh sâu thì em thường cũng chưa đánh giá cao đâu. Thì nếu mà nó có điều chỉnh mất cái vùng 25.5 thì chúng ta sẽ xử lý để mà chặn lỗ đối với TNG khi mà nó đi sai cái chiến lược của mình. Còn điểm tham gia thì ngày mai mà có quét nhẹ về quanh 26.7, 26.7, 26.5 thì chúng ta tham gia anh chị nhé. Target là chúng ta lấy lại đỉnh cũ 32, 32.3. Ok, thì đây là góc nhìn của Minh Thư về thị trường cũng như là về những cái mã cổ phiếu đáng lưu ý cho các phiên giao dịch ngày tiếp theo. Rất cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi video ngày hôm nay. Anh chị mình có những cái mã cổ phiếu cần hỗ trợ thì có thể là liên hệ trực tiếp qua Zalo cho Minh Thư anh chị nhé, bằng số điện thoại là 0366639683. Ngoài ra anh chị mình thấy cái cách tư vấn của Minh Thư phù hợp với anh chị thì có thể là ủng hộ em Thư bằng những cái tài khoản chứng khoán tại SSI, và có thể là liên hệ em Thư để em Thư hỗ trợ cho mọi người mở tài khoản chứng khoán nhé. Ngoài ra một vài mã cổ phiếu mà chúng ta cũng cần lưu ý, đáng lưu ý được trong thời gian sắp tới như là mã PAN này, VAN này anh chị. Thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà em Thư đang theo dõi ha. Thì nếu như mà nó có nhịp điều chỉnh rung lắc về quanh cái vùng 23.3 thì đây là một cái mã con anh chị có thể là cân nhắc tham gia vào được. Để mà đánh một nhịp ngắn hạn lên cái vùng biên trên nha. Khi mà thị trường chúng ta điều chỉnh mạnh thì nhóm PAN các phiên sau đã bắt đầu có dòng tiền đỡ lại nên chị, biên độ dao động cũng đang hẹp dần ha. Chúng ta kỳ vọng sắp tới đối với mã PAN anh chị mình có thể là lưu ý được. Nhóm điện thì chúng ta lưu ý được mã TV2 này. Lưu ý được TV2 ha. TV2 đoạn này nếu mà có rung rũ test lại quanh cái vùng 44 thì anh chị mình tham gia được đối với TV2 nha. Rồi PC1 nữa anh chị. PC1 đoạn này thì nhóm điện thì chúng ta có GEG đã chạy khá là tốt rồi. Tuy nhiên thì PC1 nó cũng chưa có chạy được, cũng đang dùng dàn điều chỉnh thôi. Tuy nhiên nó đang trong một cái biên tích lũy khá là chặt rồi. Thì chúng ta kỳ vọng sắp tới ít nhất là phải trong tuần sau anh chị nhé. Trong tuần sau là nó phải chạy. Còn nếu như mà nó cứ dùng dàn khoảng 10 phiên nữa mà nó không có bứt phá được cái vùng biên trên 30 thì khả năng nó sẽ gặp áp lực điều chỉnh, quay về test lại cái vùng 27.8 rồi. Anh chị mình lưu ý đối với PC1 nha. PC1 chúng ta cũng có thể là cân nhắc được. Ok, thì đây là một vài mã cổ phiếu chúng ta có thể là cân nhắc thêm. Chúc anh chị mình sẽ có một cái buổi tối thật là vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi video ngày tiếp theo nha.